Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt các bản game của Startup. Đặc điểm nhận dạng của những bản game Startup đó là sẽ có chữ Buy Startup sau khi các bạn tải về như thế này. Để cài được những bản game này, các bạn đã vào bên trong và chạy file Setup. Bản cài Startup có hai ngôn ngữ, đó là tiếng Nga và tiếng Anh, nhưng cách cài đặt thì hoàn toàn giống nhau. Ở đây các bạn bấm Next, sau đó tiếp tục bấm vào mũi tên màu vàng để chọn vị trí lưu game. Chúng ta tiếp tục bấm Next. Ở vị trí này, nếu có chọn ngôn ngữ, các bạn nhớ chọn vào tiếng Anh để khi vào game chúng ta sẽ có tiếng Anh để chơi. Còn nếu không có chọn ngôn ngữ thì có nghĩa là game đã có sẵn tiếng Anh rồi. Tiếp theo, chỉ cần ấn Install là quá trình cài đặt sẽ bắt đầu diễn ra. Sau khi quá trình cài đặt cơ bản hoàn thành, game sẽ yêu cầu chúng ta cài đặt thêm một số thứ liên quan như Direct hoặc là Visual C++. Thì các bạn chỉ cần làm theo các bước mà mình sẽ làm mẫu sau đây. Đầu tiên là với Direct. Và cuối cùng, khi mọi thứ hoàn tất, các bạn bấm vào Finish. Lúc này thì chúng ta đã có thể chơi game được rồi. Chúc các bạn cài đặt game thành công. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật game mới mỗi ngày tại Khôi Hình Griffith nhé.